Kính thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chủ trì hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng với 63 điểm cầu các tỉnh, thành ủy trong cả nước. Theo báo cáo tóm tắt, tháng 5 năm 2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Sau 2 tháng, tất cả 63 trên 63 địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Một năm qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến ngày càng rõ nét hơn trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, nhất là trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, từng bước khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh như trước đây. Sau một năm, các địa phương trong cả nước đã khởi tố 530 vụ án, 1.858 bị can về tội tham nhũng. Số vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp và số cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, cả đương chức và đã nghỉ hưu, vi phạm bị phát hiện, xử lý cũng nhiều hơn. Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đến nay, các cơ quan chức năng qua kiểm tra, thanh tra đã phát hiện, chuyển cho cơ quan điều tra hơn 280 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tăng gần gấp 3 lần so với một năm trước khi thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực khẳng định, sau một năm thành lập, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đã đi vào hoạt động bài bản, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, được dư luận, nhân dân đồng tình, đánh giá cao, khẳng định việc thành lập Ban Chỉ đạo là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thể hiện quyết tâm cao của các địa phương, sự đồng lòng nhất trí từ trung ương đến địa phương và cơ sở, sự đồng thuận ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong thời gian tới cần nghiêm túc thẳng thắn tìm ra những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó cần quán triệt nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng của Ban Chỉ đạo. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phải hết sức khoa học, bài bản, chặt chẽ, nề nếp, có kết quả rõ ràng, tránh phô trương hình thức. Cần xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm, những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm những vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực ở địa phương với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thường xuyên quan tâm kiện toàn Ban Chỉ đạo, kịp thời thay thế những vị trí không đáp ứng yêu cầu, có chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ làm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực toàn tâm toàn ý thực hiện công việc, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đem lại niềm tin trong nhân dân.